xíu. Hello, hello mọi người, hello Nhật Tân, hello anh Tư. Trời ơi, xinh xỉu. Chắc tại do cái áo màu xanh đó mọi người. Do cái áo màu xanh, trời ơi, lễ này không được đi Hàn Quốc rồi cả nhà ơi. Lễ này không được đi Hàn Quốc rồi nên là mình đang không biết đi đâu cả. Đang dự đoán là sẽ đi Bali. Hello bà già, hello em. Hello Thảo. Hello Nguyễn, anh Dương sắp clip TikTok mới. Ủa sao biết hay vậy? Anh đi. Anh Dương đang ngồi kêu mà. Quay TikTok dữ lắm. Cơm tối chưa chị? Chị chưa nha Thư ơi, chị chưa ăn cơm. Ai chị mới ăn lẩu bò. Đâu tôi làm, tôi đang làm. Trời mọi người, sao dạo này mình đăng clip TikTok mà nó không có được gọi là thuận lợi lắm á mọi người. Cứ như là đăng lên xong rồi cứ bị vi phạm cái này, vi phạm cái kia, xong nó không có được đẩy gì hết. Em đã sưu tập được 5 áo nhà chị rồi đó, quá ưng luôn. Mọi người ơi, tối nay trên TikTok của bà Dương nhà Lucy sẽ có một đợt like nữa cho Onizom cả nhà. Nếu mà ai mà chưa có áo thùng xinh xắn cho cái ngày lễ sắp tới thì ghé like tối nay. Tối nay like mấy giờ Dương? Áo khoảng tầm... Tôi nghĩ là áo của nó khoảng tầm 50-100. Tối nay là 8 giờ nha mọi người ơi. 8 giờ đó. Từ từ nha, cái này nó bị sáng quá. Đấy là trên Shopee không... Đấy, đang dùng mạng của nhà mình đấy để quay đấy. Trời, tặng đi trà sữa luôn, dễ thương quá. Cái tóc này đang muốn đi nhuộm lại quá mọi người ơi. Không biết có nên nhuộm lại cái màu tóc này không? Nhuộm trước lễ hay sau lễ đây? Ngon thêm bon ơi. Like với Otis Y. Otis tối nay like nha mọi người ơi. Otis tối nay 10 giờ like. Còn 8 giờ là Dương với Lucy sẽ like. Đó, cả nhà canh lên coi like nha. Có khi tối nay hai bên sẽ va lại nhau trong một đoạn nào đó. Nên là mọi người nhớ online tối nay nha. Chị ơi, em không biết em có bị cận không mà đeo kính ba em 5 độ mà em đeo thấy rõ lắm luôn á, em có bị không? Chị nghĩ là nếu mà vậy thì có khả năng là bị rồi đó. Ủa nhưng mà kính ba em phải có độ hay không chứ? Nếu mà kính không có độ thì là không bị, còn kính có độ thì là bị. Còn muốn biết rõ hơn thì mình phải đi khám mắt. Tối nay 10 giờ Otis like á chị BK với Otis đi ạ. Ồ thì chơi ngại gì, đợi em tôi tối nay lên coi. Tôi là người suối Otis like đó mọi người ơi, nó là mọi người đang đợi em dữ lắm rồi, sao bữa giờ em chịu lên like đi. Bắt một cái hình xăm. Ui ai đi ạ? À? Lucy quấn hai. Bữa em mặc áo Onizom đi concert anh Ngân Á mà tách chị không thấy chị xem. Ủa? Có tách không? Chết rồi, lâu lâu chị mới vô coi mọi người ơi, lâu lâu chị mới coi tin nhắn chờ. Chị là gọi là một người hay bị không coi tin nhắn chờ á. Để tách lại được không? Chị nhuộm màu nâu lạnh mà cắt máy bay ý. Đúng rồi, nâu lạnh với cắt máy bay đó mọi người. Nhưng mà cái màu này vô ánh sáng này nó cũng phải hơi bị đang bị sáng quá. Này có đôi len nè, cả nhà thấy đôi len không? Mình up của bạn này, mình này tự make up xin luôn mọi người. Đúng, nhiều kênh lắm. Thực ra là chưa đánh má hồng nha mọi người ơi, bây giờ mình mới đánh má hồng nha. Quánh miếng má hồng lên để tối nay mình like với con ghẹ của mình nè. Ghẹ ơi. Chưa ơi. Thôi nó có gì đâu, lên quay đi. Ba em kính 5 độ. Em đi đường nhìn bản ngoài đường thấy trẻ nhỏ mờ lắm. Đi đường có lúc mà đi khám đi. Kiểu này là phải nên đi khám đi. Thật sự á, áo chị mặc size mấy? Chị mặc size 2 nha mọi người ơi, chị không thích mặc size 1. Tự nhiên rất là thích mặc size 2 thì kiểu giống như là mặc xong rồi kiểu nó hơi kiểu dấu quần đó mọi người. Đó. Size 2 nè, size 3 thì nó rộng luôn. Trời ơi đẹp trai đó mọi người, nhìn trai đẹp. Nhìn trai đẹp quay TikTok nè. Trai đẹp quay TikTok. Trời ơi, chị ơi, trời đất ơi. Chúng mày đợi TikTok biến hình đồ, biến hư đồ nha. Phần trên thôi. Biến hình phần trên nha, nhưng mà phần dưới là nhìn nó hơi cái gì ta, nó gọi là gì ta? Nó hơi lỏng bỏng. Tối nha mọi người. Tối nay 8 giờ like. Hôm qua thấy chị ở. Hôm qua thấy vừa thấy chị ở .. vừa. Sao? Là không có biết sao không hiểu. Thêm giỏ hàng đi chị. Có người tối nay không xem được thì mua áo giờ ạ. Tối nay xem đi rồi mua. Giờ đâu có giảm giá đâu, thêm làm gì. Tối nay có giảm giá giảm ơ đồ tung vào trời lưng á mọi người. Hôm bữa mấy bạn nói là không có nhận được vào trời nhiều.
mấy bạn nói là không có nhận được voucher nhiều nên là tối nay sẽ tung voucher, thêm voucher cho mọi người luôn. Mà mọi người biết không, tự nhiên live bán hàng mà rất là hot luôn, tại vì lên live bán hàng mà giảm giá nhiều á, kiểu giống như giảm giá đặc biệt chỉ cho TikTok á, nên là được 5.000 người coi, mà 5.000 người coi mà Dương nhớ không Dương, mà tung có mấy cái voucher nó hết lẹ lắm, xong mọi người kêu là Lucy xạo. Trời, Lucy buồn quá cho mình đâu đều không coi vậy. Cũng quay xa xa à? Chứ quay xa xa mới đẹp. Trời ơi, giúp giúp mồm đừng đổi sách thi vậy ba. Gì vậy? Nghe em chết à? Có người yêu rồi, có nóc nhà rồi đó, chứ không phải là còn non trẻ ngoài đường đâu mà như vậy là không có được. Chị người miền Trung hả? Ba chị là người miền Trung á mọi người. Chị ơi, quần chị mặc đi sinh nhật chị cuốn mua đâu, trời, post lên story rồi, có ghi ở trên story rồi, của một brand thiết kế ở Việt Nam nha, mà form quần rất là đẹp luôn, nhưng mà giá hơi chát một xíu, ba chị ba triệu mấy nha mọi người. Onism có áo khoác không chị? Onism có cardigan đó, có khoác cardigan đó mọi người. Nhưng mà cuối năm nay chị sẽ ra hoodie, đang chuẩn bị ra hoodie, những chiếc hoodie đầu tiên, hoodie này, về sweater này, với lại cả hoodie zip nữa. Mà hình graphic rất là chất luôn nha, hình graphic rất là chất luôn, rất là tự tin bởi cái hình graphic của Onism luôn. Mọi người biết không, làm mấy cái table, mấy cái chữ rồi nó dễ lắm mọi người, nó dễ làm lắm á, nhưng mà làm mấy cái graphic vậy á, mà phải team thiết kế phải giỏi, phải mạnh lắm á mới làm được, mà vẫn thích làm như vậy, tại vì mặc hình graphic mà nó có tính thiết kế cao thì nó nhiều khi mình mặc đi những cái dịp quan trọng ok, còn này là mình mặc đi chơi hàng ngày, đi uống trà sữa đi này kia daily, mọi người hiểu không? Cảm ơn cái kem của bé yêu, hôm qua bắt gặp chị ở Vincom xinh lắm ạ. Đúng rồi, hôm qua chị đi qua Vincom, chị mua, mà chị giúp bà Dương đi mua cái túi, cái túi của brand Hen cái gì Mhenzi hay đẹp, túi đó nhìn mà Dương hợp hơn chị luôn, mà sánh hàng ngày ok lắm. Mà áo Onism đẹp chị ơi, chị gì mua nè gì, áo Onism đẹp lắm á chị ơi, màu xinh hơn màu trên ảnh á, từ giờ có shop ruột. Trời, cảm ơn Kim nha, những cái câu nói này Kim tới ơi em ơi, tối nay 8 giờ em đi lên TikTok của anh Dương giúp chị nha, tại vì chị sẽ có like, chị có like bán hàng phối đồ, bối đồ cho Onism đó, rồi ra những cái sản phẩm mới, có những cái sản phẩm chưa ra mắt luôn, sẽ lên like tối nay nha mọi người, sẽ trên like của Dương tối nay nha. Mình sẽ có đồ của Dương nè, có đồ của MSMI, đồ của Onism nè, là brand của hai đứa chị á, tối nay lên coi đi, có nhiều voucher lắm mọi người ơi, thả tim cho chị đi. Đã tìm đi, tại lâu quá không like. Và gì TikTok giờ này nó cũng kiểu sao ta, nó cũng móc mèo lắm luôn rồi đó. Ở cái chỗ mà cái chỗ tòa nhà họ đang làm ấy. Tối nay chị like với anh Otis à, tối nay Otis cũng like không? Chị like bán hàng trước Otis. 10 giờ Otis mới rảnh nên là 10 giờ Otis mới like. Otis lên like tâm sự với mọi người á. Mọi người nhớ lên coi Otis nha. Mê chị quá, cảm ơn em, cảm ơn Gia Hùng. Tức là học Phan Anh Phùng. Lớp 12 nhưng mà hôm bữa chị để lên son roman mà em không biết chị dùng màu nào. Cái nào vậy trời? Chị có hai cây mơ. Những cái cây son này chị mua của tụi nào để chị lấy cho em. Cái son đó là chị để trên cái túi rồi. Chị để trong cái túi ngoài kia rồi, tại vì chị có mấy cây son chị hay mang đi á. Chị hay mang đi nên là chắc có khi nó nằm ở trong cái túi rồi, nó không có ở đây. Màu nó đánh đẹp lắm á mọi người, mà nó đánh dễ lắm á. Chị mua là những cái màu son là còn là dễ đánh không mà. Mà chị mua nhiều lắm. Chị mua nhiều nhưng mà chị không có xài nhiều. Chị xài mấy một số màu mình yêu thích thôi ạ. Còn cái màu mà không thích không xài, mà cứ mua. Chị dùng kem chống nắng gì vậy, skin một không giống nha mọi người ơi. Cái này cũng ok nè mọi người, nó còn rẻ nữa, nó chị thấy hay, rất là hay được sale. Mà ai mà thích nâng tông thì cái màu này ok, còn ai mà không thích da nâng tông thì cái này thì nó hơi nâng tông một xíu nha. Em xin tiếp kẻ mắt đẹp giống chị với. Trời ơi, kẻ mắt là để lần sau đi, chỉ có hai cây chị kẻ mắt. Hai cây chị kẻ mắt này là chị nghĩ là kẻ rất là ok. Cái này không phải, cái này là kẻ vọng mắt nha mọi người, này mình kẻ dưới đây nữa. Đó, thấy không? Đây là cái cây chì kẻ bọng mắt. Còn đây là cái chì
Đây là cái chì mà kẻ một cái mắt ở trong này của mình nè mọi người. Xịn lắm luôn á. Mà rẻ lắm, có mấy chục nghìn thôi. Màu không trôi cho mọi người. Ờ, nó lan nhẹ 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 ra, rất là đánh rất là đã luôn. Leo này chỉ có ghim ở trên bio á. Ai coi thì lên coi nha. Leo biết rồi, biết like giờ này là không ai coi đâu. Bây giờ mới đi làm về, mọi người mệt rồi. Nhưng mà kiểu mới vô mắt cúp xong á, mới đi mắt xuống xong lên nói chuyện. Lần đầu gặp chị em hết hồn luôn nha, một nha. Sao lại có người giống mình đến thế, từ khuôn mặt đến màu tóc. Ồ vậy á hả? Thế là hai chị mình giống nhau à? Thế thế cái chùi, chùi là không có ra nha cả nhà. Cái này mình phải lấy kem. Con của cô cũng sinh năm 78 á. Khi nào chị cưới? Khi nào chị cưới ạ? À? Khi nào cưới Dương ơi? Dương kêu mai cưới nha mọi người ơi. Ngày mai mọi người rảnh thì mọi người đi dự đám cưới của chị với Dương nha. Thì ngày mai mọi người chỉ cần nhắm mắt lại, xong mọi người ngủ một cái, mọi người sẽ thấy hai tụi chị cưới nhau ở trong giấc mơ của mọi người á. Chứ làm cái gì mà cưới lẹ những gì bà. Kêu anh Dương restock áo riêu lớp đi chị. Tối nay Dương có like áo riêu lớp không Dương? Trời mọi người ơi, tối nay là Dương like áo riêu lớp, nhưng mà số lượng thì ít lắm, nên là mọi người canh like, mọi người lên like, mọi người mua nha. Áo riêu lớp là mới về màu gì vậy Dương? Màu trắng nha mọi người ơi. Chị cũng có kêu Dương á là restock lại màu xanh. Màu xanh với màu gì ta? Màu xanh với màu nu. Nhưng mà giờ thì chắc là tháng sau đi mọi người. Mà ai mà chuẩn bị đi chơi lễ này nọ đồ, mua áo thun mình thoải mái lắm á. Hấp lắm. Hello chị, hello tươi. Áo riêu lớp xanh đi chị. Ồ, áo riêu lớp xanh là quá là dễ thương luôn. Chị mặc áo riêu lớp xanh chị thấy chị rất là dễ thương. Nhưng mà màu nút thì nó dễ mặc hơn, dễ phù hợp mọi người hơn. Hôm nay em nhận được chiếc áo thứ 9 của Onizum rồi đó chị. Nhưng mà mọi người ơi, mọi người mặc mọi người cảm thấy ok đúng không? Mọi người cảm thấy ổn đúng không? Đó, cái đó mới là cái vấn đề là vui làm đồ bán mà mọi người feedback, mọi người nói là muốn mua nhiều, mua đồ hay rồi ra mẫu tiếp đi. Đó là những cái mà cảm thấy rất là happy để mình có cái động lực mình làm đồ tiếp á. Nhưng mà cái tóc này nè, cái tóc này nha, nó có còn tóc con nè mọi người, mà tóc nhuộm hình như là nó cũng ít mọc tóc con hơn hay sao á. Tối nay mấy giờ chị like? 8 giờ nha mọi người, 8 giờ. Mà dưỡng cái tóc này mọi người có đồng ý với chị là khi mà mình dưỡng cái tóc này á, là nó rất là khó không? Cái màu này nè, để lúc nào nó cũng phải ống áo ống ánh, nó rất là khó đúng không mọi người? Áo Onizum mãi đỉnh. Thôi chứ sao nữa, tìm thiết kế là toàn hàng tỷ không á. Hàng tỷ nhiều lắm á, mới cho vô Onizum làm á. Nghe là tìm dữ lắm, mò dữ lắm mới ra được các bạn. Không, cái bát sáng này đẹp quá nè. Dương ơi, Dương lên quay TikTok cho Lucy quay với nha. Mà cái thứ hai là khi mà tối nay Otis live hai anh chị BK Otis đi. Ồ, nhưng mà Otis nhiều fan lắm, BK không lại Otis đâu. Lẽ chị có đi chơi đâu không ạ? À? Chị đang định đi Bali nè. Một là đi Bali, hai là đi Maldives, mà đang suy nghĩ không biết đi cái nào. Hello mọi người, hello mọi người. Chị ơi có cái sách nào chị phối đồ không ạ? Không có sách rồi nha em ơi. Em nên theo dõi những cái bạn nào mà hoặc là đẹp mà hoặc là đặt câu hỏi, chứ không có sách, nó không in sách kịp đâu. Tại vì đồ là nó theo trend mà, in sách xong một kịp không bao giờ ra, không có kịp được mọi người ơi. Chị Lucy xinh quá, cảm ơn bé yêu. Hello chị, hello Nhật Nguyệt. Tóc này chị có tẩy không ạ? À? Tóc này không tẩy mọi người đạo, nhưng mà không tẩy cái anh nhuộm vẫn ra được cái màu sáng. Tại vì tẩy tóc xong là tóc yếu lắm, tóc yếu mà cái chân tóc nó sẽ rất là sơ, mọi người hiểu không? Mình để mà chân tóc mình mà nó không có bị sơ là mình không thể tẩy được. Tẩy xong là để tóc dài nó xấu lắm mọi người ơi. Nhìn trên hình thì nó đẹp thôi, chứ ở ngoài sờ vô nó rất là chán. Mà mọi người biết không, có nghĩa là bây giờ thời đại nào thì mình gần thích ai, ai đó gần mình có người yêu chẳng hạn, thì người ta sờ tóc mình này nọ thì người ta mềm mại, kiểu mướt mát thì người ta sẽ thích hơn. Chị nghĩ vậy. Ăn thôi cũng xinh chán. Tại vì ăn rồi thì lắm chị, xe còn rẻ nữa. Thì làm vui vui mà mọi người, làm cho vui cho mọi người có đồ mặc nè. Chứ chị là có hai brand rồi, chị có hai brand với lại làm chung với Dương cho vui thôi. Onizum á, làm vui nhưng mà là phải chất lượng thật nha. Có hai brand rồi, một là brand Elvis nè, hai là brand El River. Hai brand đó là những cái cũng là dạng là luxury và những cái local brand về cao cấp nhất ở Việt Nam á mọi người.
nên là cái gì làm qua Onism thì làm cho là... vui kiểu vậy. Thích thì làm. Chị ơi, Onism cao 1m68, 52 size gì ạ? À? 1m68 mà 52kg. Bây giờ tuần thuê ngoài thôi. Size 2 thôi em ơi, size gì chị ạ? Size chị là chị thấy ok nhất rồi đó, dễ mặc lắm á. Còn nếu mà muốn mặc rộng trò cái chốc thì nó dày mọi người. Nó đã lắm mà may cái đường này nó không có bị chỉ thừa nhiều nữa không mọi người. Thực ra mọi người thấy có nhiều cái áo thun may này là toàn nhà chỉ thừa hoặc là cái miếng vải thừa ra đây là nó xấu lắm, nó không có hơi dày. Giờ này không có ai coi thấy chưa à? Dạ. Ừ, cái giờ này đi mới đi làm gì vậy? Đánh son nữa. Trong Sài Gòn thực ra là nó phát triển mạnh hơn ở đây. Chuẩn bị cho lúc đi quay chứ. Đúng rồi, đi làm về đi, xong rồi tối quay livestream là đẹp rồi. Mình sẽ bật lên làm cái đồ mới lắm. Phải vào coi nha, rất nhiều đồ mới, rất là nhiều deal là thủng sàn luôn đấy. Tự nhiên có Dương vô thấy mình đẹp ra hẳn ra Dương đứng hả? Đừng có mất dạy như vậy. Cái chắc dùng phần mềm để mà chắc chắn đang online trên phần mềm của TikTok mà. New color của Onism xinh quá chị ơi. Thì... trời ơi cái màu này lửa màu này là màu nhuộm nha cả nhà ơi. Cái màu này là nhuộm số lượng lớn nó mới nhuộm cho mình được cái màu này. Làm mình cũng mua da nổi bật lên. Và cái chất vải này cũng là vải cái này là này vải phải đặt số lượng nhiều nó mới được cái chất vải như vậy cả nhà. Còn nếu mà mình mua những cái chất liệu mà những cái vải thị trường thì nhiều khi nó sẽ không có được như vậy. Kêu anh vô restock áo riêu lớp xanh đi chị. Đang làm trực tiếp đấy. Kêu rồi vì... xíu nữa là anh Dương có nghe rồi. Chắc là tháng sau là sẽ restock lại cho cả nhà nha. Thế chứ thấy ai nhiều người hỏi lắm. Muốn ăn cơm nữa. Tóc chị kiểu vậy. Ăn cơm ăn thế thôi.